Chào mừng các em, và bây giờ chúng ta sẽ sửa bài tập Practice Test 1 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc. Thì các em nhìn vào câu số 1, đáp án A được đọc là coming, B là graduate, graduate, câu C là gravity và câu D là gesture. Thì chúng ta nhìn vào đáp án A, G vẫn được đọc là G. Tương tự như vậy trong các đáp án B và C, nhưng mà trong đáp án D thì chữ G được đọc là âm GZ trong lecture. Cho nên đáp án câu 1 chúng ta chọn được là câu câu D các em ha. Và trong câu số 1 này chúng ta có một số từ cần được mở rộng. Và các em hãy xem những chữ này và hoàn thành vào trong cái phiếu khảo từ vựng mà đã được phát cho các em. Thì nhìn vào chúng ta có tất cả là 8 từ cần phải chú ý. Ví dụ như trong câu số 1, a graduate from Aston University thì dịch nghĩa là cử nhân tốt nghiệp tại trường đại học Aston. Còn trong câu số 2, graduate in teaching thì động từ graduate nó mang nghĩa là tốt nghiệp và đi với giới từ in các em nha, tốt nghiệp về chuyên ngành giảng dạy. Trong câu số 3, zero gravity là tình trạng không có trọng lực, vậy zero gravity bằng nghĩa với nó là từ weightlessness. Trong câu số 4, người ta cho ví dụ là I could not hide from her the gravity of the situation, là tôi không thể nào che giấu cho cô ấy được cái seriousness of the problem. The gravity of the situation nghĩa là the seriousness of the problem, là mức độ nguy hiểm của vấn đề. Bên số 5 thì chúng ta sẽ học cụm từ là appreciate the gravity, realize the gravity hoặc là understand the gravity. Ba cụm từ này, ba collocations này đều mang nghĩa là nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong số 6 thì chúng ta học cụm từ all objects are subject to gravity. Nó mang nghĩa là mọi vật đều chịu sự tác động của trọng lực. Trong câu số 7 chúng ta học cụm từ make an expansive gesture. Nhớ nha, make gesture là thể hiện cử chỉ, còn expansive có nghĩa là thể hiện cử chỉ thân mật. Trong câu 8 chúng ta có cụm từ dismissive gesture. Be dismissive of something có nghĩa là undermine something, coi thường và không xem trọng điều gì đó. Cho nên là dismissive behavior là thái độ indifferent, thờ ơ, không quan tâm tới. Các em ha. Như vậy, dismissive gesture nghĩa là cử chỉ thờ ơ. Chúng ta qua câu số 2. Và câu số 2 ngay chỗ này là các trường hợp về phát âm ED. Thì các em hãy ghi chú lại, phát âm ED có 3 trường hợp, đọc là âm ED khi cái âm tận cùng là T hoặc là T. Còn khi phát âm là âm T, khi cái âm kết thúc sẽ là S, Sh, Ch hoặc là K. Còn D là cái âm còn lại ha. Trong trường hợp này chúng ta có đáp án A đọc là influence, influence. Thì influence âm được phát âm cuối cùng là âm S, cho nên chúng ta tra vào bảng này khi thêm ED sẽ đọc được lặp là t, t. Vậy đáp án A, influenced, sẽ là âm T. Câu B, terrify là âm I mà nó không có nằm trong trường hợp của ED và T nên sẽ đọc là D. Vậy là terrified, terrified. Vậy câu B được đọc là âm D. Câu C, realize là âm Z, và âm Z là sẽ rơi vào trường hợp các âm còn lại, vậy đọc là realized. Tiếp tục câu D đọc là average, average, và âm giờ Z là rơi vào các âm còn lại cho nên cũng sẽ đọc được là D. Vậy là average, average. Vậy đáp án là T, D, D, D. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu 2 là câu câu A các em ha. Và trong câu số 2 này có phần mở rộng. Trong câu số 2 này có phần mở rộng thì các em nhìn xuống vào đây. Chúng ta mở rộng từ câu 2A là từ influence. Influence nghĩa của nó là ảnh hưởng. Vì chúng ta có các cụm từ sau: have a profound influence on somebody hoặc là something. Vậy là have influence on đi với dưới từ on nghĩa là có ảnh hưởng sâu sắc. Còn từ profound thì bằng nghĩa với từ là considerable, enormous, great hoặc là significant, nghĩa là to lớn hoặc là đáng kể. Vậy ghép các chữ lại thì chúng ta có cụm từ là có ảnh hưởng sâu sắc lên việc gì hoặc là điều gì đó. Câu số 10 thì bên
chúng ta có cụm từ mở rộng thứ 10 là be independent of outside influence, là không bị tác động bởi các tác nhân bên ngoài. Thì be independent of có nghĩa là độc lập các em nghe, còn outside influence là các ảnh hưởng bên ngoài. Cái cụm từ mở rộng thứ 11 là the unions have been able to extend their influence over all industries. Thì chúng ta học cụm từ là extend influence over somebody or something, mở rộng sức ảnh hưởng, mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Câu này có nghĩa là liên đoàn đã mở rộng sức ảnh hưởng của mình ra mọi mặt công nghiệp. Từ mở rộng số 12 là chúng ta sẽ cũng học thêm các cụm từ đi với chữ influence nữa. Đó chính là từ use influence, exert, exert có nghĩa là đè, là nén, là ép xuống các em nha. Exercise là thực hiện, wield. Vậy là can you use your influence, can you exert your influence, can you exercise your influence, can you wield your influence with the director to get me a part in a film? Anh có thể sử dụng sức ảnh hưởng hoặc là mối quan hệ của mình để xin cho tôi một vai diễn trong đoàn làm phim có được hay không? Thì đó là từ mở rộng số 12. Chúng ta qua từ mở rộng thứ 13, cũng là liên quan tới chữ influence luôn. Cụm từ này chính là be under the influence of. The court was told that he was under the influence of alcohol when he committed the offense. Anh ta được nói rằng là anh ta bị ảnh hưởng bởi bia rượu khi thực hiện hành vi phạm tội. Thì trong trường hợp này chúng ta học cụm từ là be under the influence và commit offense. Hai cụm từ cần phải học. Bên phần mở rộng số 14, much of his writing can be attributed to the influence of fruit. Chúng ta học cụm từ là be attributed to. Be attributed to thì nó bằng nghĩa với từ là resulted from, là do. Vậy là phần lớn cái văn phong của anh này là đều bị ảnh hưởng cái văn phong của Ford. Hay một nói cách nói khác là the influence of Ford triggers, cause his style of writing. Triggers or causes nghĩa là gây ra. Mở rộng của số 15 thì chúng ta vẫn mở rộng về từ influence. Chúng ta có cụm từ là a sphere of influence, mang nghĩa là tầm ảnh hưởng. Được chưa ha? Câu số 16, have a formative influence. Thì formative là tính từ của động từ form. Form là thành lập. Vậy trong trường hợp này ha, formative influence, it means affect what a certain person to do something and affect what happens, có nghĩa là ảnh hưởng tới một người chắc chắn về những việc gì họ làm và những gì sẽ xảy ra. Thì người ta nói là những năm tháng đầu đời thì có ảnh hưởng rất nhiều đối với một đứa trẻ, thì đó chính là chữ formative years, những năm tháng đầu đời. Và số 17 cũng là một cụm từ mở rộng với từ influence. A story of children who are exposed to different cultural influences. Một nghiên cứu. Này là một nghiên cứu về những đứa trẻ mà có sự trải nghiệm về sự ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa. Vì trong đây chúng ta sẽ học cụm từ là exposed to là tiếp xúc, có tiếp xúc. Rồi cultural influence là ảnh hưởng của văn hóa. Bên số 18, và một cũng là một cụm từ mở rộng với từ influence. Từ này nó rất quan trọng các em nha. Be easily influenced hoặc là be readily influenced, nghĩa là dễ bị ảnh hưởng. Thì nãy giờ chúng ta mở rộng rất nhiều cụm từ với chữ influence. Các em ghi chú lại, và trong đề thi đại học thì khả năng xuất hiện từ này cao, những từ này cao. Bên số 19 thì chúng ta cần chú ý tới nhộng từ như là appear, be, feel, look, see. Đây là những động từ thay thế cho động từ to be, cho nên sau đó là đều cộng cho tính từ, chỉ tính chất. Chúng ta qua câu số 3. Đáp án A đọc là, các em nhìn vào phiên âm nè. Đáp án A đọc là architect. Đáp án B là engineer. Đáp án C là understand. Đáp án D là entertained. Thì chúng ta nhìn thấy engineer, understand,
Entertain là trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ ba, nhưng trong câu số 3 architect thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, cho nên chúng ta chọn câu 3 là câu A, được nhớ ha. Architect là kiến trúc sư, engineer là kỹ sư, understand là thấu hiểu và entertain là thết đãi hoặc là giải trí. Bây giờ chúng ta sẽ học về các cụm từ mở rộng của bốn chữ này. Cụm từ mở rộng thứ 20 là cụm từ mở rộng của từ engineer. Chúng ta có từ qualified engineer, registered engineer, skilled engineer và là trained engineer, đều mang nghĩa là kỹ sư giỏi. Trong câu 21, chúng ta có cụm từ maintenance engineer là kỹ sư bảo trì. Maintenance là danh từ của động từ maintain là duy trì hoặc bảo trì các em nha. Bên từ mở rộng số 22, she carefully engineered a meeting with the chairman. Thì engineered a meeting trong trường hợp này mang nghĩa là managed to arrange a meeting, là sắp xếp để tổ chức một cuộc gặp mặt. Từ mở rộng thứ 23, the car is superbly engineered. Câu này có nghĩa là the car is finely designed, chiếc xe được thiết kế tuyệt vời. Từ số 24, chúng ta có be commonly understood, be generally understood hoặc là be popularly understood. Nó mang nghĩa là được nhiều người biết đến. Từ mở rộng số 25, cũng là về chữ understood, chúng ta có be imperfectly understood, be incompletely understood và be poorly understood, dịch nghĩa là bị hiểu sai lệch. Ví dụ như chúng ta có ví dụ sau đây: the effects of these chemicals on body are still poorly understood. Ảnh hưởng của các hóa chất này đối với cơ thể người vẫn chưa được hiểu đúng. Thì ngay chỗ này chúng ta chú ý nè, the effects of these chemicals on body, cái phần mà được tôn như thế này đóng vai trò là chủ từ của câu, và đây là chủ từ số nhiều do chữ effects quyết định. Tại vì the effects of A of B thì là do danh từ A quyết định. Vậy chủ từ số nhiều trên động từ to be người ta ghi là are. Chú ý vì dạng này có thể xuất hiện trong sửa lỗi sai. Trong sửa lỗi sai thì người ta có thể cho sai bằng cách vì are người ta chuyển thành là is. Chúng ta qua bên từ mở rộng thứ 26, cũng liên quan tới từ understood. Be universally understood và be widely understood mang nghĩa là được nhiều người biết đến. Từ universally là toàn cầu thì chúng ta sẽ dịch nghĩa là được nhiều người biết đến. Câu 27, thì số 27 thì chúng ta sẽ mở rộng của từ entertain. Entertain là thết đãi. Vậy entertain somebody lavishly, it's mean invite somebody to eat out or to drink out expensively. Là mời người ta đi ra nhà hàng ăn đãi linh đình luôn, ăn rất là ngon, rồi gọi là chạy từ lavishly. Câu 28, nếu như một người nào đó mà be thoroughly entertained, là người đó được làm cho vui nè, vui xỉu luôn, vui sập sàn luôn. Rồi mở rộng số 29 thì là keep somebody entertained, it means that we amuse or we interest somebody, có nghĩa là làm cho ai đó cảm thấy vui vẻ ha. Và từ mở rộng số 30, cái từ entertain ngay chỗ này không mang nghĩa là thích đãi nữa. Cụm từ này hay nè các em, briefly entertain a hope, có nghĩa là nuôi một hy vọng gì đó. Còn nếu như trong số 31 chúng ta entertain an idea, có nghĩa là chúng ta we think of an idea, chúng ta nghĩ ra một cái ý tưởng nào đó. Ví dụ như she could make no promises, cô ấy không hứa đâu, but was prepared to entertain the idea, nhưng mà chắc chắn là cô ta sẽ nghĩ ra một cái ý tưởng nào đó. Chúng ta sẽ qua tiếp tục trong câu số 4 trong practice test 1 này. Thì trong số 4 chúng ta sẽ đọc như sau: answer trọng âm 1, pleasant trọng âm 1, prevent trọng âm 2, patient trọng âm 2, trọng âm 1. Cho nên chúng ta chọn đáp án là câu C. Answer là câu trả lời, pleasant là dễ chịu, thoải mái, prevent là ngăn cản, patient là sự kiên nhẫn. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhau mở rộng cái từ này.
Từ mở rộng số 32, chúng ta có là demand for an answer và wait for an answer, có nghĩa là đợi một câu trả lời. Từ mở rộng số 33, give somebody an answer hoặc là offer somebody an answer là đáp lại câu hỏi của ai đó. Từ mở rộng số 34 cũng liên quan tới từ answer. The answer came in a postcard she sent from Devant. Câu trả lời đến từ trong một cái tấm thiệp mà cô ấy gửi cho Devant. Số 35. The obvious answer could be to cancel the party. The answer trong trường hợp này chúng ta hiểu nghĩa là solution, là giải pháp tốt nhất là phải hủy bữa tiệc lại mà thôi. Thì hãy học các cụm từ bằng nghĩa với obvious. Obvious bằng nghĩa với nó là clear cut hoặc là clear, mang nghĩa là rõ ràng thôi. Từ mở rộng số 36 cũng liên quan tới chữ answer. Đó mang nghĩa là tìm kiếm được một giải pháp. Và chúng ta có các cụm là arrive at an answer, come up with an answer, hoặc là find an answer, tìm ra một giải pháp. Bên từ số 37, there is no easy answer to the problem. Thì nhớ giới từ to, không có giải pháp đơn giản cho vấn đề này. Từ số 38 thì liên quan tới từ pleasant. Pleasant. Chúng ta sẽ làm exceedingly extraordinary, extremely, very pleasant hoặc là perfectly. Nó mang nghĩa là cực kỳ dễ chịu. Là his colleagues were perfectly pleasant, cực kỳ dễ chịu. Extraordinarily, nghe chỗ này phải là extraordinarily. Và chữ perfectly phải được đem lên trước từ pleasant. Và xin lỗi các em, nhớ chỉnh sửa lại trong handout của mình nha. Nghe chỗ này là exceedingly extraordinary. Exceed là vượt quá mức, extra là vượt quá mức bình thường, extremely là cực kỳ, perfectly là hoàn toàn. Những từ này ghép với từ pleasant thì mang nghĩa là cực kỳ dễ chịu. Ví dụ là his colleagues were perfectly pleasant and friendly. Đồng nghiệp thì hết sức dễ chịu và thân thiện. But they had their own life to lead. Nhưng mà họ đều có cuộc sống riêng. Nghĩa học cụm từ là live a life, là có một cuộc sống như thế nào đó. Từ mở rộng số 39, attempt to, seek to, take action to, take step to, prevent something đều mang nghĩa là nỗ lực để ngăn cản điều gì đó. Vậy là attempt to do prevent something, seek to prevent something, take action to prevent something và take step to là lên kế hoạch và thực hiện hành động. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo trong đề, đó là câu số 5. Thì câu số 5 chúng ta nhìn vào đây. Perhaps the aspect of butterfly diversity, thì mình thấy là that have received the most attention over the past century, thì đây chính là mệnh đề quan hệ nè. That have received the most attention over the past century, và mệnh đề quan hệ này bổ nghĩa cho danh từ là butterfly diversity, đúng không? The aspects of butterfly diversity that have received, thì chúng ta có that have received là mệnh đề quan hệ đứng sau danh từ là butterfly diversity. Mà chúng ta thấy ngay chỗ này diversity là chủ từ số ít, cho nên bắt buộc chữ have ngay chỗ này sai, phải sửa lại thành là has nha. Tại sao chữ is ngay chỗ này là đúng? Tại vì chúng ta có chủ từ là perhaps the aspect of butterfly diversity that have received the most attention over the past century. Và chủ từ này do chữ aspect quyết định, mà aspect trong trường hợp này là chủ từ số ít, cho nên bắt buộc động từ phải chia là động từ is. Có lẽ khía cạnh về sự đa dạng của loài bướm mà nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong vòng thế kỷ trở lại đây là sự khác biệt rõ ràng về các giống loài của chúng. Striking difference là sự khác biệt rõ ràng. Và chúng ta sẽ cùng nhau mở rộng với cái từ diversity, chữ attention. Thì mình nhìn vào đây nè. Chúng ta có sơ từ mở rộng số 40. Maintain diversity, preserve
Diversity, protect diversity đều mang nghĩa là duy trì đa dạng sinh học. Số 41, chúng ta có từ diversity tiếp tục nè. Considerable, enormous, extraordinary, great, immense, rich, wide diversity đều mang nghĩa là nhiều đa dạng và có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như there is need for greater diversity and choice in education. Có một nhu cầu cho sự đa dạng trong các lựa chọn của việc giáo dục. Thì là there is a need là có một nhu cầu, greater diversity and choice là nhiều sự lựa chọn. Và sự lựa chọn về điều gì đó, người ta sẽ dùng giới từ là, giới từ in, được chưa các em ha? Bên số 42 thì chúng ta sẽ mở rộng cho từ attention. Thì ngay chỗ này chúng ta thấy được là devote attention, direct attention, give somebody attention, give something attention, pay attention và turn attention đều mang nghĩa là chú ý tới điều gì đó. Nhưng mà các từ này được phân biệt rõ ràng như sau. Devote là hy sinh, tận tâm, direct là chuyển hướng. Vậy ghép lại sẽ được mang nghĩa là dành phần lớn suy nghĩ hoặc quan tâm của mình cho ai đó. Thí dụ là the mom devoted most of her attention to the child. Phần lớn thời gian là người mẹ đều nghĩ tới con của mình. Và chúng ta thì pay attention to the lesson là chú ý vào bài học. Còn khi chúng ta đang chú ý vào bài học thì có một con bướm bướm nó bay ở bên ngoài bầu trời tung tăng tung tăng tung tăng. Thì chúng ta turn attention là chúng ta chuyển đối tượng chú ý. Mở rộng bên từ số 43, chúng ta có là full, great hoặc là undivided attention. Full attention là sự chú ý tròn trịa, great hoặc là great attention cũng là như vậy. Còn undivided có nghĩa là không bị chia tách. Cho nên ba chữ này ghép với attention thì mang nghĩa là sự chú ý toàn tâm toàn ý. Và số 44, chúng ta có từ media attention là sự chú ý của truyền thông. Media attention là sự chú ý của truyền thông. Bên số 45, chúng ta có attract attention là thu hút sự chú ý. Capture attention, attract là vẫy vẫy tay lại thu hút nè. Capture the screen là chụp màn hình. Vậy capture attention là chụp sự chú ý. Call là yêu cầu sự chú ý. Catch là tóm lại, tóm sự chú ý. Command là yêu cầu. Compel là yêu cầu, draw là yêu cầu, excite là gây hứng thú, grab trong grab by, grab là chụp lại. Cho nên tất cả những chữ này đi với attention đều mang nghĩa là thu hút sự chú ý. Mở rộng từ số 46 thì chúng ta có từ hold attention là giữ lại nè, keep cũng là giữ nè, private cũng là giữ. Vậy có nghĩa là keep somebody attentive, giữ cho ai đó tập trung là chú ý vào mình. Bên từ số 47 thì chúng ta có concentrate attention, confine attention và focus attention to something. Thì concentrate là tưởng tượng nó là một cái vòng tròn này, nó gom vào tâm, focus cũng là như vậy. Cho nên ba chữ này đi với chữ attention thì mang nghĩa là chú ý tới điều gì đó. Ví dụ như in this chapter, we shall confine our attention to non-renewable energy sources. Trong chương này, chúng ta cùng nhau đề cập tới nguồn năng lượng không thể tái tạo được. Vậy là confine our attention, là chúng ta cần phải chú ý vào cái vấn đề này. Từ mở rộng số 48, từ này nó nói về một cái vấn đề. Khi mà một cái vấn đề nào đó nó deserve attention, need attention, require attention, là vấn đề hết sức quan trọng và cần phải được chú ý. Ví dụ như là a matter requiring urgent attention, là vấn đề này cần phải được quan tâm đặc biệt. Chúng ta qua từ mở rộng số 49, bring something to attention. It means make somebody realize something, là làm cho ai nhận ra được điều gì đó. Tại vì từ bring là mang lại, đúng không? Mang cái điều gì đó lại cho sự chú ý, có nghĩa là gây cho ai đó chú ý về điều gì đó. Thí dụ như my boss was grateful that I had brought the matter to his attention. Là sếp tôi rất là cảm kích khi mà tôi đã nhắc cái vấn đề này với ông ta. Từ mở rộng số 50. Media attention focused today on the prince business affairs. Thì trong trường hợp này focused là một cái động từ.
Nghĩa là truyền thông hôm nay thì chú ý vào các thương vụ làm ăn của hoàng tử. Business affairs thì người ta dịch là thương vụ làm ăn, các phi vụ làm ăn. Từ mở rộng số 51. I felt my attention wandering during the lecture. Wander có nghĩa là wandering là đi lang thang, cái sự tập trung của tôi đi lang thang thì có nghĩa là tôi không thể nào tập trung vào bài học được. Số 52. He is a designer known for his meticulous attention to detail. Thì chúng ta có cụm từ attention to detail là chú ý tới chi tiết, còn từ meticulous nó nghĩa là tỉ mỉ. Vậy anh ta là một nhà thiết kế nhỏ nhặt nhất trong cái mẫu thiết kế của mình. Thì số 53 nãy chúng ta nói rồi nè, the striking differences là những điều khác biệt rõ rệt. Và bắt đầu từ số 54 trở đi thì chúng ta sẽ mở rộng về the difference nè. Make difference là làm nên sự khác biệt. What difference does it make if she doesn't have a card? Thì chữ này, chữ make, người ta có thể cho kiểm tra từ vựng mình. Ta có thể chia được chữ make trong trường hợp này. Lý do là có từ difference. Từ số 55. The difference lies in the way the fruit is prepared. Sự khác biệt nằm trong việc trái cây được chuẩn bị. Như chú ý từ lies. Số 56. There's all the difference in the world. Đây là một cái idiom. Between choosing to do something and being forced to do it. Rồi các em thấy ngay chỗ này, tại sao người ta chỉ là choosing, là do between là giới từ. Còn ngay chỗ này là bị động của verb in nè. Cho nên chú ý khi làm bài tập verb tense thì xin lỗi. Chú ý khi làm bài tập verb forms, điền verb in hoặc being verb ba phải dịch nghĩa, chứ không phải ngay chỗ này điền foxing là chúng ta sai rồi. Bên số 57, this crowd talks aim to resolve the outstanding differences between the two sides. Lượt nói chuyện này nhằm mục đích giải quyết bất đồng rõ rệt giữa hai phía. Thì this crowd talks dịch nghĩa là một một việc cái lượt nói chuyện này aims to resolve là nhằm giải quyết outstanding differences là cái sự bất đồng rõ rệt between two sides là giữa hai phía. Từ số 58, like any married couple, we have our differences. Là giống như các cặp vợ chồng khác thì chúng tôi luôn có những cái cãi vã của mình. Bây giờ chúng ta qua câu số 6 trong đề. Nanotechnology might be able to help us to save energy. Thì chúng ta có câu B là help, nghĩa là help somebody do something. Cho nên người ta cho chữ save nè, người ta cho động từ reduce nè. Cho nên save là verb không, reduce là verb không. Cho nên câu D bắt buộc cũng phải là verb không, là verb nguyên mẫu. Vì sai câu D phải sửa lại là keep ha. Công nghệ nano đã giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải và giữ cho nước được sạch. Và bây giờ chúng ta sẽ mở rộng với từ energy. Từ này rất quan trọng trong chương trình tiếng Anh lớp 11. The change from fossil fuels to renewable energy có nghĩa là việc chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang nguồn năng lượng có thể thay thế. Fossil fuels là nhiên liệu hóa thạch, còn renewable energy là nguồn năng lượng có thể thay thế. Bên câu số 60 chúng ta có từ atomic energy là năng lượng nguyên tử, nuclear là năng lượng hạt nhân, solar là năng lượng mặt trời, wave là năng lượng sóng và wind là năng lượng gió. Bên 61 chúng ta có generate energy hoặc là produce energy, nó đều mang nghĩa là tạo ra năng lượng. Vậy từ generate bằng nghĩa chữ produce các em nha. Bên 62 chúng ta có cụm từ attempts to harness solar energy. Attempt là những nỗ lực, vậy là attempt to harness solar energy là những nỗ lực để khai thác năng lượng mặt trời. Từ harness nó bằng nghĩa với từ control and put it into use, put something into use là đưa vào trong sử dụng, khai thác đó. 63 chúng ta sẽ học cụm từ conserve energy hoặc là save energy, nghĩa là sử dụng tiết kiệm năng lượng. 64 energy consumption là việc sử dụng năng lượng.
65. Energy demand, energy needs, energy requirements đều mang nghĩa là nhu cầu sử dụng năng lượng. 66. Energy savings hoặc là energy conservation là sự tiết kiệm năng lượng. 67. Chúng ta có từ energy sector, từ này mới nè, energy sector là ngành năng lượng các em nha. Chúng ta qua câu số 7. Educational psychologist là các nhà tâm lý về mặt giáo dục học, thì họ đã nói rằng too much exposure to computer là cái việc tiếp xúc quá nhiều với máy tính, especially for the very young, đặc biệt là với những em bé rất là trẻ, may negatively affect normal brain development, thì có lẽ là sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên sự phát triển bình thường của não bộ. Thì sai là câu C, tại vì chúng ta có từ effect là danh từ, cho nên chúng ta phải sửa lại động từ của nó là chữ affect. Chúng ta mở rộng các từ này nè. Chúng ta có từ 68, exposure to computer, dịch nghĩa là việc tiếp xúc với máy tính. Vì chữ exposure, nếu người ta hỏi em ơi em, exposure bằng nghĩa với cái gì? Thì mình sẽ trả lời là exposure is closest, meaning with being affected by, bị ảnh hưởng bởi. 69. Getting exposure in the media. Nghe chỗ này không phải là giới từ to nữa mà là giới từ in. Thì điều đó nghĩa là chúng ta receiving public attention, chúng ta được sự chú ý của cộng đồng. 70. Negatively affect có nghĩa là ảnh hưởng tiêu cực. Và 71 thì chúng ta ôm lại một biểu ngữ pháp là the cộng cho tính từ thì tạo thành danh từ số nhiều. Vậy the very young là những người còn rất trẻ ha. Chúng ta qua câu số 8. Thì câu số 8 đây là một điểm ngữ pháp. Người ta cho hai mệnh đề, hai mệnh đề được nói với nhau bằng dấu phẩy. Và các em chú ý xem nè, trong mệnh đề đầu tiên thì chủ từ đã bị lược bỏ mất rồi. Và đương nhiên mệnh đề thứ nhất và mệnh đề thứ hai phải có cùng chủ từ thì người ta mới có thể lược bỏ như vậy được. Cho nên chủ từ của mệnh đề thứ nhất chính là some species of plants, là nhiều loài thực vật. Người ta cho là từ use là sử dụng, như nhiều là thực vật là được sử dụng. Vậy khi rút gọn mẹ của mệnh đề chủ thì chúng ta sẽ bỏ chủ từ mệnh đề thứ nhất nè, bỏ luôn động từ to be, chỉ giữ lại verb 3 thôi. Cho nhà chỗ này số 8 chúng ta chọn câu A là used. Used. Chúng ta tiếp tục qua bên cái phần cái hồi nãy thầy quên cắm dây loa, không biết mấy nó thao thao bất tiện nãy giờ có nghe được không nữa. Giờ cắm vô, cắm cái mic vô để nói cho nó rõ nè, thật là hậu đậu chứ. Rồi chúng ta qua bên cái phần mở rộng ngay chỗ này, số 72. Là chúng để coi coi cái phần OBS nó có còn quay được không nha. Để hay nói thao thao bất tiện cái nó ông quay là chết luôn á. Rồi, vẫn an toàn. Nãy giờ mình quay được 32 phút rồi. Tiếp tục số 72. Cure an illness or energy injury có nghĩa là chữa bệnh. Rồi chúng ta có cái từ số 73. A cure for an illness có nghĩa là cách chữa trị. Số 74 chúng ta mở rộng cho từ exaggerated. Exaggerated là bị quá exaggerated có nghĩa là bị phóng đại quá mức. Ủa thầy lấy từ này ở đâu ra? Không biết luôn, nhưng mà nó cũng là một từ hay xuất hiện trong đề nên mình cứ học đi ha. Từ số 75, cure a problem có nghĩa là solve a problem, tackle a problem, deal with a problem nghĩa là giải quyết vấn đề. Chúng ta qua câu số 9 nhanh thôi. What I like best of him. Chúng ta cùng ôn lại nè. What I like best of him đây chính là chủ từ số ít. Vì chủ từ số ít cho nên động từ to be người ta dùng là is đó. Những gì tôi thích nhất của anh ta là cái tính độc lập của anh ta. Thì chúng ta có từ his, thì sau his là phải cộng cho một danh từ. Chỉ có câu B là danh từ mà thôi. Cho nên câu 9 chúng ta là đáp án là câu B.
Independent là tính từ nè, independently là trạng từ nè, còn câu C từ này sai biết, không có chữ này. Thì chúng ta giải thích xem nào. Rồi, thầy đã giải thích rồi, tự đọc đi nha. Số 10. The newspapers congratulated the writer on producing a very funny show. Thì báo chí ca ngợi cái tác giả đã tạo ra một cái chương trình hết sức vui nhộn. He congratulated somebody on something hoặc là on doing something. Cho nên chỗ này người ta chỉ là producing, bóp in nè. Mở rộng, mở rộng. Chúng ta có hai từ mở rộng, từ số 76. Produce evidence or an argument là đưa ra lập luận, đưa ra quan điểm của mình. Số 77, produce a film or magazine, có nghĩa là làm phim hoặc là xuất bản tạp chí. Số 11, chúng ta qua câu hỏi số 11, nhanh chóng thôi, sẽ hết video thôi. Question số 11, I don't know how the actors managed to learn on those lines. Thì học cái từ lines này nha, từ này hay á. Learn the lines, có nghĩa là học lời thoại. Tôi không biết là những diễn viên xoay sở bằng cách nào mà học hết cái đống lời thoại này luôn á. Trời, mình nghe chỗ này thì mình sẽ nhớ là manage to do something là xoay sở làm gì đó, cố gắng làm điều gì đó. Bên số 12, in preparing to conduct a survey, sociologists must exercise great care in the wording of questions. Và để chuẩn bị cho việc làm một cuộc khảo sát thì các nhà xã hội học bắt buộc phải tập thực hiện cái tính kỹ lưỡng trong việc đặt câu hỏi. Thì chúng ta có chữ survey là danh từ lần đầu tiên xuất hiện trong câu, cho người ta sẽ được là a survey. Rồi take great care in the wording, tại vì là người ta cho là A hoặc B danh từ xác định nên mình chọn là the. Và học cái collocation ngay chỗ này, đó chính là exercise great care in something, có nghĩa là rất là quan tâm tới điều gì đó. At the meeting place, khi chúng tôi đi tới cuộc họp thì những người khác đã rời đi hết rồi. Thì chúng ta có arrive là verb 2 là đến, và người ta đi trước khi hành động đến. Thì hành động này xảy ra trước quá khứ đơn thì chúng ta phải chia quá khứ hoàn thành ha. Câu số 70, xong từ mở rộng số 79 thì nhớ cái cụm từ là arrive at là đi tới đâu đó. Từ số 14, why ducks always fly in a definite formation? Thì đây là một cụm từ, formation là sự hình thành. Vậy definite là certain, là xác định. Vậy là bay thêm một cái hình dáng xác định. Question 15. Professor Lang insisted that every student... À, nghe chỗ này chúng ta thấy every student là chủ từ số ít đúng không? Chủ từ số ít thì chúng ta nghĩ chúng ta dùng verb S đúng không? Chọn câu D ở xe bét luôn. Tại vì trong trường hợp này chúng ta phải học một cái là công thức của câu imperative, hay nói một cách khác là công thức của mệnh lệnh cách. Là gì vậy? Là chúng ta có từ insist nè, insist that thì sau đó phải là chủ từ cộng cho verb come, hoặc là insist that chủ từ cộng cho should verb come. Cho nên ngay chỗ này không có should verb come thì chúng ta chọn là finish là verb come, được chưa ha? Chúng ta qua câu số 16. Đây là một câu hỏi về từ vựng. Những người lái xe mà bị buộc tội lái xe quá tốc độ thì sẽ bị phạt không được lái xe trong vòng 1 năm. Thì chúng ta có từ be charged là bị tính tiền. Nghĩa là cô ơi bán cho con tô hủ tiếu, sau đó cái mình be charged 25.000 là mình bị tính tiền 25.000. Còn be charged có nghĩa là bị đánh giá ha. Còn be convicted of something là bị buộc tội. Và chúng ta có be arrested có nghĩa là bị bắt. Vậy trong câu này dịch nghĩa vậy đúng không? Nhưng mà có một điểm ngữ pháp, đó chính là convicted. Nghe chỗ này chính là verb 3. Vậy motorist convicted of speeding chính là rút gọn mình đề quan hệ dạng bị động. Mà mình thấy ngay chỗ này người ta cho là may be banned from driving for a year là diễn tả một điều theo luật pháp, mà diễn tả một điều đúng, chân lý, các thể loại như vậy thì chúng ta phải dùng là thì hiện tại đơn. Vì khi trả về dạng mệnh đề quan hệ không rút gọn thì chúng ta sẽ là motorist. Motorist là chỉ ngồi,
phải dùng đại từ quan hệ là who mà bị buộc tội thì phải chia bị động của verb 1 và như cái này phải là are convicted of motorists who are convicted of speeding may be banned from driving for a year. Question number 17. It is expected that người ta mong đợi rằng all the members, tất cả thành viên đều chấp hành theo luật lệ của câu lạc bộ này. Chữ rules chính là luật lệ. Chúng ta có chữ nào? Conform to, comply with, adhere to, abide by, observe the rules. Đều mang nghĩa là chấp hành luật lệ. Yeah. Cho nên, nhìn vào đây người ta cho giới thiệu tu thì chúng ta bắt buộc phải chọn được đáp án là câu A, conform. Còn câu B, concede, thì chúng ta là concede doing something. Bạn phải admit doing something, concede, có nghĩa là thừa nhận là mình đã làm gì đó. Còn to compromise with somebody, thì là reach an agreement with somebody in which you both give up something that you originally wanted. Nghĩa là thương lượng. Thì học cụm từ này nè. Reach an agreement là thương lượng. Give up là từ bỏ. Originally wanted là ban đầu muốn. Số 18. Câu hỏi số 18. Đây là câu hỏi về từ vựng. Bạn nghĩ là chiếc xe của anh ta có thể chở được bao nhiêu người? Nè, ngay chỗ này mình sẽ dùng là could hold. Nhớ từ car là đi với từ hold là chở. Nhớ ha. Lot là chất hàng lên xe. Occupy thì chúng ta là nó có nghĩa là chiếm, là giữ, là fit là vừa vặn, hold là giữ. Thì mở rộng nè. Occupy time doing something và bạn phải take up time doing something hoặc mang ý nghĩa là doing something consumes time, nghĩa là rất tốn thời gian khi làm việc gì đó. Thì trong cái này chúng ta có doing something là chủ thực số ít cho nên cái consume người ta thêm miss đó nha. Số 86, keep somebody occupied, it means make somebody busy, làm cho ai đó bận rộn. Số 87, a seat is occupied, là chỗ này đã có người ngồi rồi. Số 88, occupy a lot of space, là chiếm rất nhiều không gian. Số 89, catch hold of somebody, là to grab or grip somebody with something, chụp lấy hoặc là giữ lấy. Chúng ta qua câu số 19. Khi anh ta đang nỗ lực để đi về nhà trước khi cơn bão thì Joe bất ngờ có một cái tai nạn với xe đạp của mình, chắc là bị té xe rồi. Thì khi làm gì đó dịch nghĩa sẽ là when, còn until dịch nghĩa là mãi cho đến khi, soon as dịch nghĩa là ngay sau khi, và once dịch nghĩa là một khi. Câu số 40. Mặc dù mục đích của các tác phẩm nghệ thuật là cho công chúng sử dụng và niềm vui của công chúng, nhưng bản quyền đã thiết lập cái quyền sở hữu tác phẩm của cái nhà sáng tạo ra nó. Thì hai mệnh đề tương phản nghĩa với nhau thì chúng ta sẽ chọn là từ although. Bên từ số 21 thì học cái idiom này nè. Be as cool as a cucumber, là tươi xanh như trái dưa leo, có nghĩa là hết sức bình tĩnh cho dù đang rất là áp lực. Còn be as old as the hills, xưa cũ xưa như ngọn đồi ha. Số 92, be as fit as a fiddle, nghĩa là healthy and energetic, vô cùng khỏe khoắn và vô cùng năng động. Số 93, be under the weather, đây là một cái idiom, nó mang nghĩa là be unhealthy, dưới thời tiết. Be unhealthy có nghĩa là bị bệnh. Số 22, if you find the book, please return it to me. Thì chúng ta nhìn vào cái mệnh đề me, người ta cho từ please to return là verb không, cho nên đây là một câu yêu cầu. Câu yêu cầu thì diễn tả một điều có thể xảy ra đúng không, nếu mà tìm thấy thì trả cho tôi, nhưng mà giờ chưa thấy đúng không. Diễn tả một điều có thể xảy ra thì chúng ta phải dùng if một, mà if một thì phải là if cộng chủ từ cộng verb một, chúng ta phải câu d. Câu 23, David nói could you please tell her that I'm waiting for a call. David nói Alex, Alex làm ơn nói cô ta là tôi đang gọi điện thoại của cô ta đó nha. Thì lúc đó Alex nói là sure I will tell her to call you, tôi sẽ bảo. Còn câu B nói là ok, can you call her back, được gọi, let me gọi lại được không, không được. Trong khi David nói là tôi đang chờ cô ta gọi nè.
Câu C, Alex trả lời là no problem, what time do you call her? Cũng không được, có nghĩa là cô ta gọi lại chứ không phải là David gọi nha. Câu D, yes, I could call you about her. Không hiểu luôn. Câu 24, Tiana, this great a nice rainstorm. Ôi Tom, cảm ơn cậu rất nhiều, cái váy này đẹp lắm, tôi thích dữ lắm. And Tom nó trả lời là right on, I'm glad you like it. Không có sao đâu mẹ, tớ rất vui vì cậu thích nó nha. Không dùng câu E được, thanks anyway. Có nghĩa là người khi nào dùng được thanks anyway, ví dụ người ta nói là làm gì không tớ làm giùm cho. No, I can do it myself. Thanks anyway, không sao tự làm được mẹ. Nhưng mà thôi, cảm ơn nhiều nha. Lúc đó mình mới dùng là thanks anyway, ha. Còn câu C, I apologize for this rest. Không hiểu. Câu D, you're welcome, it's very nice of you. Khi nào mới dùng you're welcome? Khi mà người ta từ từ bị bất tỉnh nhân sự tạm thời. You're welcome. It's very, you're welcome thì đúng nè. Thì người ta cảm ơn mình thì mình trả lời là you're welcome. Nhưng mà it was nice of you thì không đúng. Khi nào người ta khen mình, ôi bạn thiệt là xinh đẹp, thì lúc đó mới nói là it's very nice of you to say so, bạn thiệt là tử tế thì bạn nói như vậy. Còn này mình tặng quà cho người ta, người ta cảm ơn thì mình nói là I'm glad you like it. 25 nè các bạn ơi, 25, a number of programs, rất nhiều chương trình, chị nghe cái này nhớ lại nha. A number of names, đóng vai là trò là chủ từ số nhiều, cho nên người ta chỉ là have been initiated, have, Rất nhiều chương trình đã được bắt đầu để cung cấp thức ăn và chỗ trú ngụ cho những người nghèo trong những cái vùng sâu, vùng xa của đất nước. Vậy chúng ta có từ provide for là cung provide something for somebody, là cung cấp điều gì đó cho ai đó cái nha. Rồi chúng ta có tiếp tục nha, chỗ này chúng ta có cái chữ sau đây, poor habitants là người nghèo, rich citizen là người giàu, active members là những thành viên năng động, và enthusiastic people là những người nhiệt tình, là những người nhiệt tình. Nhiều chương trình được bắt đầu để cung cấp thức ăn và chỗ ở cho những người nghèo ở các khu vực xa xôi của đất nước. Mở rộng nha, ở đây thì chúng ta có initiate somebody into doing something, có nghĩa là introduce somebody to do something, là giới thiệu cho ai đó về việc gì đó. Còn he has a wife and two young children to provide for, có nghĩa là anh ta còn có một vợ và hai con để phải chăm nom nữa. Câu 96, take shelter, nó bằng nghĩa với từ seek refuge và take cover là tìm nơi trú ngụ. Rồi chúng ta quay cái câu hỏi số 26. I hadn't met my roommate since his marriage and was delighted to see him alive and kicking at a social event last week. Tôi đã không gặp bạn cùng phòng của tôi kể từ khi đám cưới, và bây giờ tôi rất là vui khi thấy anh ta vẫn còn alive và kicking trong một cái sự kiện xã hội vào tuần rồi. Thì câu A, humorous là hài hước, generous là hào phóng, very wealthy, rất là giàu, còn very healthy, rất là khỏe mạnh. Thì mình rất là vui khi thấy bạn mình khỏe mạnh, đúng không? Chứ không thể thấy bạn mình rất giàu tại một bữa tiệc được. Cho nên là câu D, ha, câu 26, chúng ta chọn đáp án là câu D, quên chọn, giờ chọn. Để học cụm từ này nha các em. Rồi, đứng máy rồi các em ơi. Chương trình quay thì vẫn quay. Còn quả A hết đứng rồi. Chúng ta có be alive and kicking, có nghĩa là be healthy. Chúng ta qua câu số 27, người ta bảo tìm từ trái nghĩa. It was getting boring, so we wanted to break the mold in a new way. Boring có nghĩa là nhàm chán, cho nên là người ta break the mold. Break the mold có nghĩa là người ta sẽ làm ra một cái điều gì đó mới mẻ, đúng không? Và khác biệt. Vậy trái nghĩa với nó sẽ là từ remain constant, là giữ nguyên, chữ y chang, không có gì thay đổi hết. Còn become popular nghĩa là phổ biến nè. Stay infamous nghĩa là nó theo kiểu sao?
Infamous nghĩa là tai tiếng á, chịu nhiều tai tiếng. Còn get excited nghĩa là cực kỳ hào phóng. Xin lỗi, không phải hào phóng mà là hào 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 hứng, hào hứng cực kỳ hào hứng. Rồi mở rộng thôi. Từ số 98 mở rộng là break the mold, là to be new and different. Số 99 remain nè, become nè, stay nè, get nè, cộng cho tính từ, nhớ nha, khi làm bài tập của firm đó, nghĩa là vẫn còn có tính chất gì đó. Câu số 28, only those who have made substantial contribution will be considered. Chỉ có những người mà người đóng góp một cách đáng kể, một cách cực thì mới được cân nhắc cho việc gì đó thôi. Thì chúng ta có từ trái nghĩa với từ substantial là đáng kể, thì sẽ là chữ in little amount, là với một lượng rất ít, rất nhỏ. Effective là hiệu quả, abundant là dư thừa, và in great amount là với số lượng lớn. Này mở rộng nè, từ mở rộng số 100 rồi, ráng lên ráng lên. Make contribution to somebody or something là đóng góp, nhớ là make nha. A contribution to a magazine, newspaper, a book is something that you write to be published in it. Vậy contribution là bài viết mà mình viết cho báo chí ha. Từ số 102, substantial bằng với considerable, bằng với significant, bằng với goodly, bằng với abundant, tính từ nghĩa là nhiều, vô số kể. Từ số 103, in a little amount, là với một lượng nhỏ. Từ số 104, take something into consideration, có nghĩa là cần phải được cân nhắc nha. Chúng ta qua câu số 29, thì chúng ta thấy từ I'm sure dịch nghĩa là tôi cá chắc chắn, mức độ chắc chắn 100%. Còn người ta chỉ have practice là một chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cho nên đây là trường hợp modal verb in the past, chắc chắn 100% chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, thì chúng ta sẽ chọn là must have verb 3. Vậy câu 29 chúng ta chọn câu B. Câu số 30, I wasn't there at that time, he said. Trời ơi cha nội, tôi đã nói là tôi không có ở chỗ đó tại thời điểm đó mà. Vậy có nghĩa là anh ta thế nào? Anh ta đang phủ nhận. Phủ nhận thì chúng ta phải chọn là deny, mà deny thì cộng cho verb, verb in thì chọn câu B nha. Còn câu A nó nói là anh ấy bị chỉ trích vì đã có mặt ở hiện trường. Không đúng. Câu C nói là anh ấy hối hận vì đã có mặt tại thời điểm đó. À, không có hối hận tại vì không có mặt ha. Câu D là he admitted having, thì anh ấy thừa nhận là có mặt. Đâu có đâu, từ chối nè. Câu số 31, we know that the boys were in town on the night of the grand. Thì đây chính là công thức của câu people say that. Thì chúng ta làm như thế nào đây? Chúng ta lấy chủ từ của mệnh đề sau đáp. Vậy mệnh đề sau đáp là mệnh đề nào? Là the boys were in town on the night of the grand. Chủ từ là the boys. Vậy chúng ta đem the boys ở phía trước. Sau đó chúng ta chia bị động của từ no. Hay chúng ta chia bị động của từ no. Thì từ no trong à rồi, xin lỗi các em, đáp án đã bị cho sai rồi, để hãy sửa lại. Đáp án không phải là câu B, sai quá sai. Mà đáp án là câu D. Người ta cho no trong trường hợp này là verb 1. Cho nên chia bị động của verb 1 thì ngay chỗ này phải là a non chứ không phải là were non. Rồi bây giờ chúng ta xét nè, were ngay chỗ này thì động từ thứ hai nghe nha. Nếu như động từ thứ hai là động từ thứ nhất là chữ no, động từ thứ hai là chữ were á. Động từ thứ nhất thì mình chia passive của nó, no thì chia được là a non, tại vì the boys là chủ từ số nhiều. Động từ thứ hai nè, nếu như động từ thứ hai ở thì hiện tại đơn verb 1 đó, hoặc là thì hiện tại hoàn thành, will verb come đó, thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển thành là to verb come. Còn nếu như động từ thứ hai là thì quá khứ đơn nè, mở ngoặc đơn ra verb 2 đó, thì quá khứ hoàn thành nè là has verb 3 đó, thì hiện tại hoàn thành nè là have hoặc has verb 3 đó, thì chúng ta phải chuyển thành to have verb 3.
Vậy trong trường hợp này chúng ta thấy động từ thứ hai chính là từ were, là quá khứ đơ, cho nên phải chuyển thành là to have a. Vậy đáp án đúng của mình là câu D mới đúng ha. Thứ nhất là anon và thứ hai là to have been. Câu số 32, Tommy đóng gói hành lý, anh ta chất nó lên xe và sau đó khởi hành đi tới sân bay. Thì mới vừa thì chúng ta có công thức mới vừa thì là công thức của chữ hardly, when, no sooner, than và scarcely when. Thì hành động thứ nhất là dùng thì quá khứ hoàn thành và thể đảo ngữ. Còn not until thì dịch nghĩa là mãi cho đến khi. Thì công thức là not until chủ từ cộng verb 2. Còn mệnh đề xa thì phải đảo ngữ của nó là did cộng chủ từ cộng verb 0. Thì mấy câu kia sai công thức cho nên chúng ta chọn đáp án là câu A. Và từ 105 này mở rộng là set off to the airport là khởi hành đi tới sân bay. Rồi số 33, Thừa Thiên Huế thì ngập đầy trong nước lũ và nó còn hứng chịu bởi những cái trận sạt lở đất rất là lớn. Và nơi và tỉnh Thừa Thiên Huế, xin lỗi, tỉnh Thừa Thiên Huế chứ không phải là nó. Vậy là chúng ta có hai việc. Việc thứ nhất là, việc thứ hai là thì mình phải dùng là not only but also. Thì chọn câu A. Rồi mở rộng, squall in flood water là chìm trong nước lũ. Squall là đầm lầy, vậy đầm lầy trong nước lũ vậy là chìm trong nước lũ. Còn 107, suffer from massive landslide là sạt lở đất trên diện rộng. Chúng ta nhìn xuống đây thì chúng ta thấy nè, chúng ta thấy phía trước có từ work tireless, đây là làm việc không mệt mỏi để chăm sóc cho bệnh nhân trong một cái môi trường khó khăn, một môi trường không hiệu quả, một môi trường đầy căng thẳng. Nhưng mà phía sau thì nó nói là cái structure, cái incentive, cái culture thì lại là poorly aligned to support the effort, đúng không? Chữ effort và bên này là work tireless đây nè. Một bên là làm việc quá trời làm luôn mà một bên là không có đủ để bù đắp lại. Vậy là nghĩa trái ngược nhau, vậy chúng ta phải chọn là từ however. Còn từ consequently thì bằng nghĩa với từ therefore, mang nghĩa là do đó ha. Còn under là mối quan hệ ngược, ngược lại, đó là nghĩa. Từ that, từ whose, từ which và từ what thì đều là những đại từ quan hệ. Thì chúng ta nhìn vào đây, số 35 người ta cho giới từ là in. Thì nhớ in chỉ có thể đứng trước ba đại từ quan hệ. In which dùng để chỉ cho danh từ, chỉ thay thế cho danh từ chỉ vật. Rồi nằm sau danh từ chỉ vật chứ. In whom là nằm sau danh từ chỉ người. Vậy in whose là chỉ sở hữu, đúng không? Nằm sau danh từ chỉ sở hữu. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy trước chữ in nó có một cái chữ one. Và chữ one thì nó nằm sau chữ e. Mà chữ e thì nó nằm sau là a learning healthcare system. Vậy một cái learning healthcare system là một cái system mà, vì chúng ta biết chữ one trong trường hợp này để tránh lập từ cho từ system nên người ta viết từ one. Vậy one tức là system, mà system là danh từ chỉ vật nên phải là in which, chọn câu C. Câu số 36, người ta cho là others là những người khác. One là một, another là một cái khác. Other là những cái khác. Thì chúng ta có là other là cộng cho noun S. Thì số 36 ở chỗ này có từ caregiver là noun S nè. Cho nên sẽ chọn là câu D. Số 37, chúng ta có từ fracture, merge, focus và meet. Thì có cái cụm từ là meet this aim là đáp ứng được mong đợi. Và số 38 chúng ta có từ là grow with. Thì mình đừng có dùng là grow with them nha, đừng có chọn sinh xăm nha. Trong trường hợp này nó mang nghĩa là gì đây? Nó nói là bởi vì cái tính phức tạp của hệ thống thì phát triển cùng với cái sự hiện đại của khoa học, từ tiến bộ của khoa học. Nên chúng ta phải chọn là advances, chọn câu D nha. Rồi chúng ta tiếp tục phần translation thì các em nhìn bên bài đi. Rồi bây giờ qua bài đọc. Bài đọc thì chúng ta phải nhìn so sánh giữa hai bên cho dễ. Rồi để giờ hãy mở một cái file lên nữa. Rồi. Từ số 39, người ta hỏi cái nào sau đây được phục vụ tốt nhất như là tiêu đề của bài.
Thì bên đây đã chỉnh cho nó dễ thấy ra coi nè. Rồi, thì con số 39, đáp án trả lời là paragraph 2 ở đoạn số 2, dòng 1-2 và paragraph 3, dòng 3-4. Thì các em nhìn vào đây, paragraph 2, dòng 1-2 nè, paragraph 3, dòng 3-4 nè. Thì các em nhìn vào đây, tầm quan trọng của nhạc nền và hiệu ứng âm thanh cho cái video là không thể nào overstated được. Rồi nghe chỗ này nó nói là điều đó không có nghĩa là nó sẽ gây quấy nhiễu người xem của bạn với cái nhạc nền. Cho nên trong trường hợp này thì chúng ta biết là the best explainer video. À, câu đầu tiên thì có chữ the best explainer video là các video minh họa cho sản phẩm, mấy video quảng cáo á. Vậy thì chúng ta phải hiểu được rằng là đoạn 2 và đoạn 3 đều xuất hiện từ background music. Vậy chúng ta biết nó chính là ảnh hưởng của âm nhạc lên trên cái video rồi ha, thì chúng ta sẽ chọn được là câu B. Rồi đó, còn câu score, cái từ score thì mình nhìn ngay chỗ này nó có từ background score, nhìn nè, cái video quảng cáo thì nó bị chi phối rất nhiều bởi nhạc nền, và đâu là lần cuối cùng bạn xem một cái video không có tiếng, chưa bao giờ phải không, là trong một khoảng thời gian rồi. Và cho dù bạn nhớ là bạn đã có xem một cái video không có tiếng thì điều đó vẫn mang cái đáng nghĩa là nó vẫn có tiếng đấy thôi, chỉ là bạn vô tình bạn nhấn vào cái nút tắt tiếng thì bạn không nghe được tiếng, nhưng mà video quảng cáo nào cũng phải có tiếng hết. Cho nên mình sẽ biết rằng là background score đó chính là chữ music. Thì câu 40 chúng ta chọn câu D. Câu 42, đâu là cái main purpose của using background music? Vậy nghe chỗ này là từ khóa của using background music nè. Bây giờ chúng ta tìm nha. Thì chúng ta tìm xem nào. Using background music. Thì chúng ta nhìn coi, 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 coi. Thì background music ngay chỗ này, đây. Nó nói là cái tầm quan trọng của background music thì chắc chắn là mình sẽ coi được trong đoạn số 2 thôi. Thì đáp án là đoạn 2 dòng 5. Nó nói là relate to the pain points you are highlighting in your video, là nó sẽ giúp cho review đọc câu này. Explainer video là những video thuyết trình thì nó sẽ làm cho khán giả tập trung hơn vào cái điều mà cái video bạn muốn minh họa. Vậy nó nghĩa là sao help build a sustained relationship between films and viewers. À, đó. Câu số 42, cái từ it. Thì chúng ta thấy từ it ngay chỗ này, or else, thì nghĩa là nếu không thì. Vậy là it must include some side effects. Or else is, vậy it này và it này là một, thì chúng ta phải đọc ra phía trước. Even if your video, à cho nên nghe chỗ này từ it sẽ thay thế cho chữ your video. Vậy câu 42 chúng ta chọn câu D. Câu 43, người ta hỏi là theo như bài 3 câu văn nào sau đây thì đúng. À, thầy phải kéo sẽ qua cho các em thấy nó đúng chứ đúng không? Rồi, người ta hỏi câu văn này sau đây thì đúng. Thì trong câu E, keyword mình xác định sẽ là take the message away, các em gạch chân đi. Trong câu B là distract. Trong câu C là want the information. Nó to chắc chị em xuống. Want the information. Rồi, tiếp tục. Người ta cho là câu D, the music helps the customer with their daily life problem. Thì keywords là chữ help the customer. Thì theo như đoạn văn số 3 mình nhìn đây 1, 2, 3. Và đoạn số 3 thì nó giúp là gì đây? The main purpose đây. Why the focus is explain video version more passing the desired information and explain technical complex procedure easily. Đó, mục đích chính của nó là truyền bá cái thông tin muốn truyền tải tới một cách dễ hiểu cho người dùng nè ha. Vậy đó, câu văn đúng thì đó chính là câu C. Rồi, bài dịch thì các em xem bài dịch nha, có trong handout rồi. Chúng ta qua cái đoạn văn cuối cùng. Thì nó nói là đây, đoạn văn cuối cùng hơn 200 cái con tuần lộc thì bị chết đói. Đoạn 1 nói 200 con tuần lộc bị chết đói. Rồi các nhà học khoa học đổ thừa là do thay đổi thời tiết để chỉnh lên một tí.
là do thay đổi thời tiết là gây ra cái chết nè. Rồi nó đang nói về điện hay nói về Capitol Longyearbyen cái vùng gì đó. Rồi cái vùng này thì precipitation road từ từ nó nói gì đó giải thích như thế nào đây. Hiện tượng nóng lên nè. Rồi a high number of cat blood year death from là các con tuần ngọc con sinh ra chết nè. Rồi Arctic winter currently have declined 56% là giảm đi rất nhiều trong vòng 2 thập kỷ qua nè. Đó, vậy là nó nói về cái sự giảm xuống của số lượng tuần lộc trong vùng Bắc Cực và người ta đổ thừa là do hiện tượng trái đất nóng lên, đúng không? Rồi sơ lược đó là ý chính của bài. Thì mình qua đây, nó hỏi là câu nào C có thể phục vụ tốt nhất tiêu đề của bài. Rồi câu E, hiện tượng trái đất nóng lên đâu là ảnh hưởng lên thiên nhiên thì quá rộng. Câu B, tuần lộc con vật dễ bị tổn thương nhất ở Bắc Cực cũng có thể. Rồi câu C, thay đổi khí hậu đâu là nguyên nhân thì không có dính gì tới tuần lộc hết, không được. Câu D, rồi thay đổi khí hậu nguyên nhân cho cái chết của hàng loạt trong tuần lộc. Câu này quá đúng, quá rõ nghĩa cho nên chúng ta sẽ chọn là câu D. Vậy đây, đoạn 1, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 1, đoạn 3, đoạn 4. Chúng ta thấy là đai nè. Rồi chúng ta thấy từ từ đai nào nữa không? Chúng ta thấy từ 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 từ, không có từ die, nhưng mà trong đoạn 3 có từ death toll nè, rồi có từ die nè, rồi đoạn 4 có từ decline nè, là giảm nha, số lượng tuần lộc chết. Thì dần câu D, cái từ lost, rồi người ta nói là cái NBI, cái Arctic Islands là NBI nói rằng nó chưa bao giờ lost có quá nhiều cái chết như vậy, là nó chưa bao giờ ghi nhận lại. Chữ lost bằng nghĩa với chữ record là ghi nhận lại, discover là khám phá, damage là tổn hại và cut down là làm giảm. Rồi con số 46 người ta nói cái này sau đây thì đúng thì Capitol Longyearbyen thì từ khóa là Longyearbyen chúng ta nhìn vào đây. Câu con tất cả các sau đây đều đúng ngoại trừ thì sẽ có một câu sai. Thì nó mới nói là cái phải nhìn so sánh giữa hai bên thì là precipitation brews có nè, từ khóa đọc vô nó nè, con tuần lộc này nó không thể nào đào cái lớp băng cứng được cho nên là nó không chịu được, cho nên là câu A đúng. Chỉ có câu B nó sai chỗ, nó nói là rồi nó nói rằng là đây là cái khu vực mà warming settlement nhanh chóng nóng lên một cách nhanh chóng nhất thì nó không đúng, nó chỉ nói như thế nào đây. Warming quicker là nhanh hơn các vùng khác thôi chứ không phải là cái vùng nhanh nhất. Câu B dùng so sánh nhất cho nên sai câu B. Câu số 47 thì là scare là khi thức ăn bị scare và không có chất dinh dưỡng thì có nghĩa là thức ăn bị khan hiếm này inappropriate là không đầy, không phù hợp. Ở bên đây này dư thừa, insufficient là thiếu, unlimited là không giới hạn. Chúng ta chọn được câu C. Rồi 48, sắp xong rồi các em. Câu số 48 thì người ta hỏi từ these. These là những cái này thì không có chất dinh dưỡng, thì ăn gì mà không có chất dinh dưỡng thì chính ăn là seaweed và kelp. Chỉ chọn được là câu B. Câu 49, miss on thick và that's right up re-enter thì chúng ta thấy ngay chỗ này nào, miss on thick đây rồi die death đây, cho nên là chúng ta sẽ chọn được là câu B, because of the heavy rain. Chúng ta tìm lại cái nào, because of the heavy rain có không? Nó hỏi gì, tại sao là cái chết của tuần lộc lại là rất là cao so với trong năm nay. Trong năm nay đó là đầu, dựa vào đầu đâu rồi đây, due to heavy rain ha. Rồi số 50, it can be inferred from basis that the Arctic ecosystem are altering worse because of global warming. Thì là đoạn cuối cùng nó nói là giảm đi 56%. Rồi 3,7 độ C, 1 độ C gì đó. Rồi Doomsday là ngày tuyệt chủng gì đó. Thì là khí hậu thay đổi đột ngột quá nhanh chóng thì gây ra cái ảnh hưởng to tát. Thì nó là cái hệ sinh thái của vùng Bắc Cực là dần bị biến đổi ha.
thì các em sẽ nhìn xuống dưới đây là cái phần bài dịch. Thì chúng ta đã có bài dịch trong handout của mình rồi, thì các em xem lại. Như vậy chúng ta mới vừa cùng sửa với nhau 50 câu trắc nghiệm, cũng như là mở rộng trong phần Practice Test 1 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc. Hẹn các em trong cái bài sửa về Practice Test 2. Các em nhớ ghi chép bài cẩn thận các em nhé. Bây giờ chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.